Video truyện kiếm hiệp Chương Vũ mến chào quý thính giả. Tiếp theo là phần 20 Ma Đao Quỷ Ảnh, tác giả Liễu Tàng Dương, diễn giả đọc Chương Vũ. Tư Đồ Vệ cùng Tiêu Ngũ Phúc vừa xuất thủ, Nhậm Xương Bạch đã chuẩn bị sẵn sàng, cứ y đơn mà bốc thuốc. Dẫn chiêu thứ hai trong đao pháp kiếp hình tứ thuật, phân hồn liệt phách xuất thủ ứng chiến. Vẫn là hai đạo quang ảnh, một đạo trắng toát lạnh lẽo, một đạo đỏ rực màu máu. Tư Đồ Vệ theo đà lao tới, thân hình y còn chưa đến được vị trí cần thiết để xuất thủ thì trước ngực đã bừng lên một làn huyết ảnh. Thân hình to lớn của y bị chấn động văng ngược lên cao, sau đó bay ra xa hơn cả trượng mới nặng nề rơi xuống đất. Cây hành giả bổng của Tiêu Ngũ Phúc chỉ nghe bụp một tiếng nho nhỏ đứt làm hai đoạn. Từ đỉnh đầu cho đến ngang thắt lưng bị tách làm hai nửa. Cốt tủy và não tương sền sệt hòa với máu tạo thành một chất dịch keo đặc màu trắng đỏ xen kẽ đổ xuống đất. Cộng thêm nội phủ ở trong bụng tuôn ra, gan ruột vẫn còn cứ hoạt động nhúc nhích. Tử trạng trông thê thảm đến nhìn một lần chẳng dám nhìn đến lần thứ hai. Đường Bách Nhẫn gầm lên một tiếng như một con thú bị trúng thương. 10 điểm kim tinh, 10 mũi kim tiền tiêu xé gió nhằm khắp các huyệt đạo trên người của Nhậm Xương Bạch mà bay tới. Kim tiền tiêu không bay theo một đường thẳng mà lại trao lượng thành hình chữ chi. Tiền xé gió cào dùng dút như những mũi dùi độc chọc vào màng nhĩ vậy. Chiếc chăn da dê trên người của Nhậm Xương Bạch đột ngột bung lên, chỉ nghe dù một tiếng bung rộng ra, trông như một áng mây đen che phủ đám kim tinh đầy trời đó. Đến khi tấm da dây được thu lại, 10 mũi kim tiền tiêu đã biến mất, tựa như ném muối xuống bể vậy. Binh khí của Đường Bách Nhẫn là một cây câu liêm thương đã bị cưa ngắn. Chỉ thấy y khẽ rung tay một cái, đầu thương rung lên thành một mảng quang ảnh trắng xóa, to bằng đó hoa lê, bay thẳng đến trước mặt của Nhậm Xương Bạch. Thân hình của Nhậm Xương Bạch lập tức hóa thành bảy thân ảnh khác nhau. Bảy luồng lãnh điện từ bảy hướng kết tới, đang thành một tấm lưới quang ảnh dày đặc. Chiều thất ma tác võng này không chỉ phong kín hết các thế công của Đường Bách Nhẫn, mà còn bức địch nhân phải vừa lăn vừa bò ở dưới đất để trốn tránh, dáng điệu lồi thồi lết thết đến tội nghiệp. Phải rất khó khăn Đường Bách Nhẫn mới thoát ra khỏi tấm lưới đào quang. Thân hình của y quay tròn dưới đất một vòng, sau đó đột ngột phóng xẹt trở lại. Câu liêm thương điểm thức tung hoành tựa như ngàn vạn hạt nước, bắn ánh sáng ngời ngời, mà mỗi hạt nước lại hàm chứa một mũi sâu sắc bén kinh hồn. Song mục của Nhậm Xương Bạch vẫn mở trừng trừng không chớp động, lại một chiêu phân hồn liệt phách kích ra. Đường Bách Nhẫn dở hết sức bình sinh dùng dứt câu liêm thương, dở hết sức bình sinh luồn lách tránh né, nhưng thương pháp rất đắc ý của y ngài thường giờ bỗng trở nên lỏng lẻo vụng về một cách đáng căm hận. Thân pháp nhanh nhẹn linh hoạt ngài thường giờ cũng trở nên chậm chạp trì trệ một cách đáng nguyền rủa. Rõ ràng là thấy đã gạt được đao phong của đối phương, rõ ràng là thấy đã tránh được ánh đao ngời ngời của đối phương, nhưng trước tiên là chiếc móc ngược sắc nhọn nơi đầu câu liêm thương đã bị chém phăng bay đi mất. Tiếp đến là một cánh tay phải, rồi cuối cùng song mục của y mở trừng trừng, nhìn thấy mũi miếng đao bằng phẳng sấn thẳng vào ngực. Tai vẫn còn nghe văng vẳng tiếng xương gãy, mắt vẫn mơ hồ nhìn thấy vận huyết quang bừng lên. Nhưng âm thanh và màu sắc ấy đều rất mơ hồ, như từ cõi xa xăm nào đó dẫn tới hiện về. Thanh miếng đao nhanh chóng rút lại, Nhậm Xương Bạch biết rõ Đường Bách Nhẫn sẽ không chịu đau đớn lâu. Đây cũng là một trong những nguyên tắc hành xử của chàng. Bất kể đối phương là ai, bất kể giữa song phương có thâm thù đại oán như thế nào, một khi chàng xuất thủ giết người, đối phương sẽ được chết một cách mau chóng dứt khoát. Đây có thể coi là một chút từ tâm của chàng dành cho kẻ chết dưới tay mình. Diêm Đồng Lập đang giao đấu cùng Sở Thanh Nguyên, mắt đã nhìn thấy thảm cảnh trước mắt, nhưng y vẫn cố giữ trầm tĩnh. Bình khí ở trong tay vẫn phát ra những chiêu tấn công mạnh mẽ như cũ. Dù rằng ý biết rất rõ, muốn chiến thắng, thậm chí chỉ cần giữ được mạng để thoát khỏi nơi này cũng khó như là lên trời rồi vậy. Hướng Sơn chẳng còn được sự trầm tĩnh như Diêm Đông Lập,
Thế chỉ trong nháy mắt, ba vị nghĩa huynh đều đã thảm tử dưới tay của đối phương. Tâm thần của y lập tức bấn loạn. Chiêu thức đánh ra không chỉ chậm chạp mà còn lỏng lẻo. Nhưng trận chiến quyết định sự sinh tử như thế này, buộc song phương không chỉ phải dơ hết tài học ra để ứng chiến, mà còn phải đặt hết tinh thần vào trận chiến. Chỉ cần hơi sao nhãn một chút là đã phải trả giá bằng sinh mạng của mình. Hướng Sơn và Ngê Lễ Thi vốn đang giao chiến ở thế cầm đầu, tâm thần vừa thất tán, nhuệ khí cũng theo đó mà giảm sút, lập tức bị đẩy vào thế hạ phong, cả thế tiến thoái cũng hoàn toàn bị động. Ngê Lễ Thi vốn là một sa trường lão thủ, thần lâm bách chiến, thần thái đối phương đột ngột thay đổi, nhuệ khí tiêu tan. Cơ hội tốt như vậy làm gì mà nàng ta không tận dụng được. Thế là nàng ta mừng thầm trong bụng, dở hết sở học ra, công rác mấy thế, rồi đồng thời chuẩn bị sẵn sàng, chỉ cần thời cơ đến là lập tức hạ sát chiêu. Cuối cùng thì thời cơ của Ngê Lễ Thi cũng đã đến. Hướng Sơn sau một thế tấn công vào khoảng không, thân hình mất đà, hơi ngã nhào về phía trước. Ngê Lễ Thi nhanh như chớp hạ thấp người xuống, thân hình xoay tròn nhanh như gió lướt tới trước. Khổng Tước Linh đâm thẳng tới, xoạt một tiếng, đùi của Hướng Sơn lập tức xuất hiện một đường máu dài gần một thước. Diêm Đông Lập thủy chung vẫn giữ được sự trầm tĩnh cần có, đang vào chiến kịch liệt với Sở Thành Nguyên. Sải đâu một vật đen lù lù từ đằng xa bay tới, trông như một tấm sắt vừa dài vừa hẹp, từ trên cao đáp xuống. Đương nhiên đó chẳng phải là tấm sắt, đó chính là tấm chăn dây của Nhậm Sương Bạch. Diêm Đông Lập thất kinh dùng đao hất ngược lên, định gạt phân vật lạ ra ngoài, nào ngờ đâu đao vừa chạm vào tấm da dê dư kình quá mạnh, khiến cho y mất đà, thiếu chút nữa là té nhào xuống đất. Chính vào một khoảng trống ngắn ngủi như vậy, Sở Thanh Nguyên đã chớp được thời cơ, song mâu nhanh như chớp thức tới, cắm sâu vào lưng của Diêm Đông Lập. Không có tiếng rú thảm, cũng không có kêu đau đớn nào, Diêm Đông Lập chỉ hự lên một tiếng, thân hình chúi về phía trước, lảo đảo mấy cái rồi ngã nhào xuống đất. Thần đã bị trúng thương, lại thêm nhìn thấy cảnh này, Hướng Sơn có thể nói là hồn phi phách tán. Hình ảnh của Diêm Đông Lập ngã xuống còn chưa kịp phai đi trong mắt, Khổng Tước Linh của Ngê Lễ Thi đã hiển hiện trước mắt, vừa nhanh vừa chuẩn xác, thích trúng yết hầu của y. Hiện trường trở nên trầm lắng đến nặng nề, mùi máu tanh tưởi nặng nặc xông vào mũi. Năm cổ tử thi nằm ngang dọc chênh vênh trên mặt đất gồ ghề, tất cả tạo nên một bức tranh hết sức là khủng khiếp. Cứ mỗi lần phát sinh cảnh tử vong thì bức tranh như thế này lại hiện ra. Đôi mắt Nhậm Sương Bạch chẳng đủ sáng tỏ để nhìn thấy hết cảnh tượng này, nhưng mùi máu tanh lởn vởn trong không gian cũng đủ khiến cho tâm linh của chàng chịu một phen dài dò. Sự tĩnh lặng chẳng được bao lâu thì Ngê Lễ Thi bỗng hét lên một tiếng, chạy ào đến bá cổ của Sở Thanh Nguyên, vừa nhảy tưng tưng vừa hát lớn, tự như người ta vừa phát hiện ra mỏ vàng mỏ bạc không bằng, hưng phấn cực độ rồi nói: "Thắng rồi, Thanh Nguyên ơi, chúng ta thắng rồi." Thần thái của Sở Thanh Nguyên vẫn bình thản như bình thường, chẳng có vẻ gì là vui mừng cả, chỉ gượng cười rồi nói: "Đừng mừng vui quá độ như vậy, Lễ Thi. Nếu không nhờ Nhậm huynh hết lòng tương trợ giúp, chúng ta vượt qua đại nạn này, bằng vào sức lực của hai chúng ta làm gì mà thắng nổi. Bởi vậy thắng thì có thắng thật, nhưng không phải chúng ta thắng. Nói cho thật chính xác là Nhậm huynh thắng mới phải." Ngê Lễ Thi bật cười khanh khách nói: "Thanh Nguyên, người ta đang cao hứng, ngươi đừng chen ngang để người ta mất hứng như vậy chứ. Giữa chúng ta và Nhậm Sương Bạch bây giờ đâu còn phân biệt nữa. Hắn đánh thắng trận này hay chúng ta thắng trận thì có khác biệt gì nhau. Nói tóm lại, bạc giờ đã nằm yên trong túi chúng ta rồi, không còn bất kỳ kẻ nào đến đòi chia năm chia bảy nữa." Sở Thanh Nguyên thở dài một tiếng nặng nề, thần sắc hơi u ám rồi nói: "Lệ Thi, nàng không cảm thấy số bạc ấy bây giờ đã nhuốm đầy máu tanh rồi sao? Ôi, tiền tài đúng là thứ hại người, bao nhiêu bạc cũng chẳng thể bù đắp được những năm mạng người đâu." Nghe Lệ Thi trợn tròn mắt rồi nói: "Cái gì mà nhóm đầy máu tanh? Việc xảy ra như thế này đâu thể trách chúng ta được. Bọn chúng phải nhận lãnh hậu quả như ngày hôm nay là tại chúng sinh lòng tham lam của chẳng thuộc về bản thân chúng đó chứ. Tham tài bỏ mạng chỉ nên trách mình, chứ sao lại trách người khác được. Tiền tài bản thân
nó chẳng có gì xấu xa cả. Thậm chí theo ta còn tốt nữa là, xấu hay tốt đều do thái độ của con người đối với nó. Ngươi chẳng cần phải đem tội trạng ấy chụp lên đầu của chúng ta như vậy. Hơi dừng lời lại, Nghe Lệ Thi quay sang hỏi Nhậm Xương Bạch. Nhậm Xương Bạch, ta nói như vậy có đúng không? Nhậm Xương Bạch mỉm cười nói, lời của Nghe cô nương nói rất đúng, nhưng để sự thể diễn ra như thế này cũng chẳng hay ho gì. Mạng người bất kể là sang hay hèn, xấu hay tốt, đều đáng quý cả. Giá mà không để xảy ra chuyện chết người thì hay biết mấy. Tiền tài vào tay chúng ta cũng cảm thấy thanh thản hơn. Nghe Lệ Thi vội vàng tự biện hộ cho chính mình. Nhưng chính chúng đã bức bọn ta phải làm như vậy. Chúng ta đâu có còn con đường nào khác để chọn. Giả như chúng không đuổi tận giết cùng, chúng đã không chết một cách thảm khốc đến như vậy. Nhậm Xương Bạch thở dài giọng trầm trầm nói, việc đã đến nước này nói nhiều cũng vô ích thôi. Tính mạng của kẻ sống trong giang hồ cũng giống như là chiếc dại sành bên miệng giếng. Chẳng biết khi nào nó sẽ vỡ tan ra. Đúng hay sai, thành hay bại, không một ai có thể biết trước được. Sở Thành Nguyên giọng thành khẩn nói, bất luận thế nào, Nhậm huynh xin huynh hãy lấy lòng cảm tạ chân thành của tại hạ và Lễ Thi. Nhậm Xương Bạch khoát tay nói, không cần phải khách sáo như vậy, chuyện nhỏ mọn không đáng để nhắc tới đâu. Nghe Lệ Thi cúi thấp đầu, vẻ như đang suy nghĩ điều gì rất hệ trọng, cuối cùng mới ngẩng đầu lên rồi nói, Nhậm Xương Bạch, không phải là ta có ý bất kính đối với ngươi, ta chỉ muốn thể hiện tấm lòng thành của mình một cách cụ thể hơn. Ta thấy hình như ngươi cũng chẳng được dư giả gì cho lắm, có đúng như vậy không? Nhậm Xương Bạch thẳng thắn gật đầu nói, tại hạ tuy chẳng đến nỗi nghèo đói, nhưng trong tay tại hạ chẳng lúc nào tích lũy được một khoản tiền kha khá. Có lẽ tại hạ không thể bất chấp mọi thứ, bất kể giang hồ đạo nghĩa, để phát tài như thiên hạ vẫn làm. Người ta một khi có quá nhiều thứ cố kỵ như vậy thì rất khó mà phát tài. Tài phú và đạo nghĩa là hai thứ tương khắc, không thể song hành với nhau được. Cảm thấy hai má nóng ran, Nghe Lệ Thi ngượng nghịu rồi nói, không phải là ngươi đang chỉ trỏ mắng méo ta chứ, Nhậm Xương Bạch? Nhậm Xương Bạch lắc đầu nói, hoàn toàn là không, Nghe cô nương, tại cô nương quá nhạy cảm mà thôi. Nghe Lệ Thi cất giọng rất thành khẩn rồi nói, Nhậm Xương Bạch, ngươi đừng hiểu lầm ý tốt của ta. Ta muốn cho ngươi một ít bạc để bày tỏ phần nào lòng cảm kích của ta. Mặt khác ta cũng muốn thấy ngươi được sống thảnh thơi một chút. Nhậm Xương Bạch lắc đầu nói, thật đáng tiếc, tại hạ không thể đón nhận sự đáp tạ của nhị vị theo cách đó. Nghe cô nương, chẳng phải tại hạ làm bộ làm tịch để tỏ ra mình thanh cao hơn thiên hạ. Hành động của tại hạ vừa rồi bất quá chỉ là như giang hồ bằng hữu vẫn thường nói, lộ kiến bất bình bạc đao tương trợ mà thôi. Nếu sau khi bạc đao tương trợ, tại hạ lại nhận sự báo đáp bằng tiền của các vị, hành động tương trợ đâu còn ý nghĩa gì nữa. Nghe Lệ Thi vội giải thích rồi nói, người chớ có hiểu lầm, Nhậm Xương Bạch, đó chỉ là ý tốt của ta, người không nên quá cố chấp như vậy. Nhậm Xương Bạch cương quyết lắc đầu rồi nói, ý tốt đó tại hạ xin tâm lĩnh, Nghe cô nương. Nghe Lệ Thi còn đang do dự thì Sở Thanh Nguyên đã vội lên tiếng đỡ lời nói, Lệ Thi, mỗi người một tính cách khác nhau, chẳng ai giống ai cả. Nhậm huynh đã nói như vậy, nàng cũng không nên ép Nhậm huynh nữa. Nghe Lệ Thi tức thối dậm chân rồi nói, giờ thì coi như ta đã được sáng mắt ra, được khai nhãn giới rồi. Mẹ nó, thiên hạ lại có người thấy bạc mà không ham. Bạc thì trắng tinh, mắt thì đen ngòm, làm gì có chuyện thấy bạc mà mắt không sáng rỡ lên chứ. Nhậm Xương Bạch nghiêm nghị nói, không phải tại hạ chẳng ham tiền, vấn đề ở chỗ tiền ấy có nên ham hay không mà thôi. Tục ngữ đã chẳng từng nói, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo. Như thế đó sao nghe cụ nữa. Sở Thanh Nguyên mỉm cười ý nhị rồi nói, Lệ Thi, giờ thì nàng đã nghe ra rồi chứ. Nghe Lệ Thi hừ lạnh rồi nói, Thanh Nguyên, ngươi còn giả bộ làm ra vẻ thanh cao với ta nữa hay sao? So với ta, ngươi thanh cao lắm hay sao chứ? Ngày hôm nay sở dĩ ta hiểu biết được chút chút như vậy, nhờ vào công người dạy dỗ đó chứ. Sở Thanh Nguyên mỉa mai nói,
Ngươi nói ta dạy cho ngươi những thứ đó sao? Ta thấy ngươi còn vượt xa ta nữa đó chứ. Đúng như thiên hạ thường nói, thành xuất ư lam, thắng ư lam, thật chẳng sai chút nào. Ngươi Lệ Thi điên tiết thét lên, mẹ nó, ngươi còn không chịu câm cái miệng lại cho ta nhờ. Nhâm Sương Bạch bước tới, dùng mũi dài hất chiếc chăn da dê ở dưới đất lên, động tác thuần thục chính xác, chẳng thua một người sáng mắt. Sau đó cầm lấy chiếc rồi dắt lên vai, giọng tự trào nói: vật bất ly thân này không thể để mất được, gặp khi trời bão tuyết lạnh lùng, chiếc chăn này coi vậy mà rất đắc dụng đó. Sở Thanh Nguyên cẩn trọng nói: chiếc chăn này trông đã quá cũ kỹ rồi, hay là để tại hạ tìm cho Nhậm huynh một chiếc khác. Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói: không cần đâu, hãy còn dùng tạm tạm được, đa tạ lòng hạ cố của nhị vị. Việc tương tự như vậy mong các vị làm sao thường xuyên với người khác nhau thì hay biết mấy. Sở Thanh Nguyên mỉm cười nói: chẳng dám giấu Nhậm huynh, tại hạ xưa nay rất rộng rãi, có điều lão bà tử của tại hạ tự động móc hầu bao cho người khác thì đúng là chuyện xưa nay rất hiếm. Nhậm huynh là người đầu tiên có thể khiến cho nàng ta làm như vậy đó. Nhậm Sương Bạch mỉm cười nói: xem ra tại hạ có vinh dự lớn quá. Nghe Lệ Thi lớn tiếng nói: việc ở đây kể như xong rồi, chúng ta chẳng cần lưu lại đây để làm gì nữa. Nhậm Sương Bạch, chúng ta cùng đi tìm một chỗ chẳng có cừu gia của ngươi. Ngươi nghỉ ngơi để bù lại những ngày cực khổ mà ngươi phải chịu đựng mấy ngày qua. À, còn một việc nữa, thiếu chút nữa ta quên mất, lúc nãy động thủ như vậy có làm động đến vết thương của ngươi không? Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói: không sao, may mà không ảnh hưởng gì. Việc xong rồi, xin nhị vị cứ tự tiện, thứ cho tại hạ không thể bồi tiếp nhị vị. Sở Thành Nguyên cảm thấy quyến luyến chẳng nỡ rời xa, y lên tiếng nói: cùng đi với bọn tại hạ đi Nhậm huynh, thương thế hoàn toàn bình phục rồi, huynh vẫn có thể quay lại mà. Nhậm Sương Bạch lắc đầu nói: ở đây hành động thuận lợi hơn, chỉ cần điều kiện thể lực cho phép, bất cứ lúc nào cũng có thể ra tay sát cừu. Đi xa khỏi chốn này làm mất thời gian vô ích, lại khó nắm bắt được tiên cơ. Như vậy chẳng cần lo nghĩ cho tại hạ tự biết phải hành động như thế nào rồi. Nói tới đây chàng đưa mắt nhìn quanh một lượt, làm như chàng có thể nhìn thấy cảnh vật xung quanh vậy, rồi chậm rãi tiếp lời: có một việc mong rằng trước lúc ra đi phiền nhị vị làm giúp cho một tay, không biết nhị vị nghĩ thế nào? Sở Thanh Nguyên vội vàng nói: có bất kỳ chuyện gì Nhậm huynh cứ dặn dò, tại hạ và Lệ Thi nhất định dốc hết sức để thay Nhậm huynh giải quyết. Nhậm Sơn Bạch mỉm cười nói: không có nghiêm trọng đến như vậy đâu. Sở huynh, tại hạ chỉ muốn nhờ nhị vị an táng giùm mấy cổ tử thi này. Người đã chết thì quán cũng đã tiêu, dù đó là địch nhân của chúng ta cũng không nên để cho di hài cho sói tha quả rỉa. Tốt xấu gì cũng phải dùi xuống ba tấc đất để vong hồn của chúng được thảnh thơi dưới chính suối. Đó cũng là công đức của nhị vị. Sở Thanh Nguyên gật đầu liền liền rồi nói: tại hạ cứ ngỡ Nhậm huynh dặn dò điều gì to tát. Việc nhỏ mọn này Nhậm huynh không dặn dò, tại hạ cũng nhất định phải làm xong mới được. Nhậm huynh cứ an tâm, tại hạ làm ngay bây giờ. Thế là đôi giang hồ tình lữ này ra tay đào một cái hố sâu, đem hết mấy cổ tàn thi vứt xuống rồi lấp đất lại. Đừng thấy Ngươi Lệ Thi là một phụ nhân mà tưởng nàng yếu đuối, ra tay kéo mấy cái xác tàn khuyết bê bết máu mà chẳng tỏ ra ghê sợ chút nào, thậm chí làm còn một cách mạnh dạn nữa là khác. Trời đã quá ngọ, ánh dương quang vàng nhạt xuyên qua lớp mây u ám, tỏa chút hơi ấm xuống mặt đất, nhưng từng đó hơi ấm dường như chưa đủ xua tan cái lạnh cắt da xẻ thịt của ngày đông. Đặc biệt là mỗi khi gió bất tràn về, trời càng rét ngọt, mặt trời ngày đông trông yếu ớt đến bệnh hoạn, trông như một lão già gần đất xa trời vậy. Mấy chục bóng người hôm trước lại xuất hiện, đi đầu vẫn là Thôi Công Đức và Ngao Trường Thanh, dẫn dơi dáng điệu cẩn trọng, chia nhau từng bốn phía bao dần lại. Tâm điểm của dòng dây không cần nói cũng biết, chính là ngôi miếu Thành Hoàng Quan Phế nơi gốc rừng Bạch Dương. Kể cả lần này đây là lần thứ năm chúng tới đây, bốn lần trước đều phí công vô ích. Đối tượng chính của hành động này Nhậm Sương Bạch vẫn bặt vô âm tín, bởi vậy lần ra quân này trong lòng ai nấy đều chẳng mấy hy vọng sẽ gặp được đối phương.
Đây có lẽ là tâm lý chung của con người. Làm việc gì mà làm đi làm lại hoài, trong lòng tất phải nảy sinh ý nghĩ chán nản. Cũng giống như sai nha làm việc công, làm riết rồi đâm chán, chỉ làm qua loa, chiếu lệ mà thôi. Bảy tên đại hán, tài đào tài kiếm xông vào trong miếu. Chẳng mấy chốc sau đều quay lưng với cái đầu lắc lắc ngán ngẩm. Như những lần trước, thần thái tên nào tên ấy trông như vừa mới ngủ dậy, tay chân bãi quải, đi lê từng bước một, tưởng không bước nổi nữa là. Thôi Công Đức từ đầu đến giờ nép mình sau một cây bạch dương, y nghiến răng kèn kẹt lẩm bẩm nói: "Mẹ nó, chạy đi chạy lại đến lần thứ năm rồi, cả năm lần đều không thấy bóng dáng gã họ Nhậm đâu cả. Mười phần chắc chính là chúng ta bị tên chó má Nhậm này chơi giỡn mặt rồi." Ngao Trường Thanh đứng ngay bên cạnh, nhăn tít đôi lông mày, thần thái bần thần nói: "Nhậm Sườn Bạch lớn tiếng nói chắc như đinh đóng cột rằng sẽ báo thù cho sư phụ hắn. Nơi quyết chiến cũng đã để lại một cách rõ ràng. Nhưng chúng ta đã tới năm lần mà hắn vẫn biệt tâm. Hay là tên tiểu tử này đã cảm thấy sợ rồi chăng?" Thôi Công Đức nghiến răng nói: "Bất kể là hắn có tính đường trở lui hay không, chúng ta cũng không thể bỏ qua cho hắn một cách dễ dàng như vậy được. Tên tiểu tử chết tiệt này còn sống ngày nào là như một cái gai trong mắt, như bàn trông ở dưới lưng. Mẹ nó, không nhổ phước đi thì ngày cũng như đêm, lòng cứ thấp thỏm lo lắng, ăn không biết ngon, ngủ không yên giấc." Ngao Trường Thanh bất giác tức giận quát: "Muốn nhổ được cái gai trong mắt, muốn dẹp được bàn trông ở dưới lưng thì ít ra cũng biết hắn ở đâu mới nhổ được chứ. Không tìm thấy bóng của hắn, có ở đây kêu trời trách đất thì cũng chẳng có lợi ích gì." Mã Lương Quân đứng ở cách đó mấy bước cũng thở hắt ra một hơi dài, giọng trầm trầm nói: "Ôi, thật không biết gã họ Nhậm này đang toàn tính cái trò gì. Hôm ở trên Cố Thạch Cương thì dơ nanh múa vuốt nghiến răng nghiến lợi ra vẻ cừu hận rất thầm sâu. Còn bây giờ thì chẳng biết trốn chui trốn nhủi ở cái xó nào. Thái độ của hắn ở hai nơi xem ra chẳng giống thái độ của một người mâu thuẫn đến độ chẳng còn biết ra sao mà đoán nữa." Lão nhân mập mạp nãy giờ đã ngồi xuống một đoạn, cây gãy ở gần đó giờ mới lên tiếng thầm già: "Chẳng việc gì phải đón già đón non cho nhọc xước. Hắn có mặt ở đây thì ra tay thịt hắn, hắn không có ở đây thì cứ lui binh về nghỉ ngơi, ngày khác sẽ tới nữa. Cùng lắm là chúng ta chạy đi chạy lại cho giãn gân giãn cốt, chứ có gì đâu mà cào nhau. Hắn dám bỏ công chơi trò cút bắt, chẳng lẽ chúng ta không dám sao?" Mã Lương Quân bỗng vỗ đùi một cái đét rồi nói: Hay là hắn sợ đến té đái bỏ chạy mất dạng rồi cũng nên." Thôi Công Đức lắc đầu nói: "Theo ta thì khả năng này không có lớn đâu. Thằng cha này không giống kiểu người hay chán nản bỏ ngang việc nữa chừng. Chỉ đụng có một lần ta đã nhìn thấy được hắn có một ý chí rất kiên cường đó." Ngao Trường Thanh đưa ánh mắt nhìn quanh một lượt, y thở dài rồi nói: "Lần này coi như lại là một phen mất công vô ích rồi. Công Đức bảo chúng nó lui về đi." Thôi Công Đức thần thái ảo não rồi nói: "Mẹ nó, chạy tới đây thì tìm chẳng thấy hắn, về nhà thì ăn ngủ lại không yên, nhìn chỗ nào cũng thấy bóng dáng hắn đang lấp ló rình mò. Sống như vậy thì làm sao mà sống nổi. Chắc đến nước này phải phát điên lên với cái thằng tiểu tử này chứ chẳng phải là không." Lão nhân mập nhìn Thôi Công Đức nháy mắt, nhún vai, tỏ vẻ phải đành chịu số phận, rồi chậm rãi nói: "Muốn đánh muốn giết gì trước tiên phải tìm thấy người trước đã. Cái đã không có người ở đây thì la hét mắng nhiếc cũng bằng thừa. Thôi lão, ta biết lòng của ngươi hiện giờ đang rất phiền muộn. Trước khi chưa giải quyết triệt để vụ này thì lòng nó cứ như là dầu sôi lửa bỏng, nghi thần nghi quỷ. Nhưng biết làm sao được, chỉ còn mỗi một cách là quay về nhà canh phòng cẩn mật, chờ hôm khác sẽ quay lại tìm hắn nữa.
Chỉ cần gã họ Nhậm kia còn chưa bỏ ý định báo cừu, sớm muộn gì rồi cũng có ngày tóm được hắn thôi. Thôi Công Đức mặt mày ủ ê nói, mẹ nó cái tên rùa đen ruột cổ này, ta mà tóm được ngươi rồi, ngươi coi ta sẽ trị ngươi như thế nào. Ta mà không lột da ngươi, rút gần ngươi, thì không phải là Thôi Công Đức nữa. Làm ra vẻ anh hùng hảo hán, mẹ cuối cùng lại lòi mặt chuột ra là cái thứ không dám nhìn mặt người. Gã hán tử thọt chân mặt mày hung ác, từ đầu đến giờ vẫn im lặng, bỗng cất tiếng lạnh lùng nói, cứ bình tâm ứng phó thôi lão. Chừng như Thôi Công Đức rất e ngại gã hán tử này, nghe gã nói như vậy vội vàng cười giả lả nói, Lý Quên dài rồi, phải, chúng ta phải bình tĩnh chờ cơ hội. Ngao Trường Thanh cũng lên tiếng nói đỡ cho Thôi Công Đức. Công Đức, xưa nay tánh tình nóng nảy như vậy đó, vì chưa lòng kiên nhẫn thì y chẳng có được chút nào, Lý Quên cũng không nên trách y làm gì. Gã hán tử họ Lý đưa tay lên sờ sờ mấy vết thẹo chằng chịt ở trên mặt, gương mặt âm trì lạnh lùng của y chẳng biểu cảm chút nào nói, ngươi nhìn thấy những vết sẹo trên mặt của ta không? Chính là do 12 tên cừu gia qua 7 lần ác đấu lưu lại đó. Ta phải chờ đến 3 năm rồng để lần lượt đưa từng tên một xuống âm phủ, không một tên nào xảy được. Thôi lão, chỉ cần có quyết tâm nghị lực và biết chờ đợi thì việc gì không làm được đến nơi đến chốn chứ. Lý Minh Thương này làm được, nhị vị đương nhiên cũng làm được. Thôi Công Đức cất tiếng cười lớn nói, Lý Huynh là lãnh diện vô thường, chứ đâu phải là người thường. Tại hạ và Ngao đại ca làm sao dám sánh. Lão Nhân Mập đứng dậy khoát tay nói, đều là huynh đệ trong nhà cả, chẳng cần phải nói những lời khách sáo như vậy làm gì. Đi về thôi, về nhà làm vài chén rượu nóng cho đỡ lạnh, rồi tính nữa, ở đây một hồi lạnh đến cống cả tay chân rồi. Thôi Công Đức đưa tay lên môi quýt sáo một tiếng ra hiệu lui quân. Mấy chục tên hán tử đứng ngồi rải rác khắp xung quanh vội vàng thu binh, rồi lớn bước lui ra khỏi rừng. Tên nào tên nấy sắc mặt vui mừng rạng rỡ. Cuối cùng thì chuyến khổ sai này cũng đã kết thúc mà không có tai họa giáng xuống đầu. Ngay khi bọn hán tử lao sao rút lui ra khỏi rừng, vừa đi được vài bước bỗng nghe có tiếng rú thê thảm vang lên. Một tên đại hán bị chém ngang lưng đứt thành hai đoạn, hai nửa người kéo theo gan ruột lòng thòng văng bắn về hai phía, máu tươi bắn giọt lên trời, khiến cho tên đại hán đứng gần đó bị máu tươi tưới ướt đẫm toàn thân. Có điều những tên này chẳng nhìn thấy điều gì khác lạ, không biết kẻ nào đã hạ độc thủ. Bọn Ngao Trường Thanh, Thôi Công Đức cùng mấy tên đầu dọc khác đang đi về ở phía trước, nghe tiếng rú vội vàng quay đầu nhìn lại, chỉ thấy thêm một chiếc thủ cấp lăn tròn ở trên đất, rơi xuống mà vẫn còn lăn lóc chui tọt vào một bụi cây. Thân hình không đầu thì ngã nằm ở dưới đất, tứ chi vẫn còn đang co giật liên hồi. Thanh bạch cốt kiếm của Ngao Trường Thanh nhanh chóng xuất hiện nơi tai của y, thân hình như điện bước xéo ra ngoài một bước, cao giọng hô lên, mọi người cảnh giác, hình như gã họ Nhậm đã đến rồi. Thôi Công Đức hai tay cầm chắc đôi âm dương luân, không ngăn được ngoác miệng mắng lớn, Nhậm Sườn Bạch, đồ chó má hèn hạ, nếu là ngươi đã đến thì hãy mau hiện thân cùng lão tử quyết một trận sống mái đi, chịu lén lén lút lút để ám toán người thì khác gì hàng chục nhát tham sống sợ chết. Rừng Bạch Dương vẫn hoàn toàn vắng lặng, có chăng chỉ là tiếng lá cây lao xao trong gió lạnh, một vài cành thấp đông đưa lòa xòa, nào thấy bóng dáng của Nhậm Sương Bạch hiện thân. Lão Nhân Mập trợn trừng sông mục, nuốt khan mấy cái giọng âm âm ré lên, quỷ thần ơi, nếu đây đúng là Nhậm Sương Bạch thì thằng tiểu tử này xuất thủ quá tàn ác, giết người chẳng khác nào giết một con trùng con kiến, tàn nhẫn hiếm thấy. Kẻ nào có tâm dạ tàn nhẫn hiểm ác đến như vậy chứ? Lãnh diện vô thường Lý Minh Thương chậm rãi cất tiếng nói, Quỳnh Công,
gã họ Nhậm đã bắt đầu mở màn rồi đó. Chỉ một hành động mở màn cũng đủ cho thấy thủ đoạn của hắn là giết tận giết tuyệt, chẳng chút nương tay. Lát nữa nếu có dây chặt được hắn, hạ thủ chẳng cần phải lưu tình. Dù muốn dù không phải trừ cho bằng được tên này. Đừng để hắn chạy thoát lại sinh hậu hoạn đó. Lão nhân mập lùn gật đầu nói. Đương nhiên rồi, đối mặt với một tên tiểu sát tinh giết người không gớm tay này, tôi gì phải mang giả Bồ Tát với hắn chứ. Bọn đại hán đứng rải rác gần đây trong rừng, lúc này thì ai nấy đều nơm nớp lo sợ. Một hoàng cứ đảo tròn, hết nhìn đến người này lại nhìn người bên kia. Hai tay nắm chặt binh khí, tập trung hết kình lực vào đôi tay, ngưng thần giới bị, bất kỳ tiếng động nhỏ nào cũng đánh mạnh vào giác quan của chúng. Mỗi lần có một con chim bay vụt qua, hay có một con thú kinh hãi bỏ chạy, cũng làm cho chúng giật thoát cả người. Nhưng Nhậm Xương Bạch Thủy Chung vẫn không thấy xuất hiện. Trời lạnh lẽo thế này, nhưng trán của Thôi Công Đức mồ hôi tuôn ra như tắm. Hơi thở của y gấp gáp, giọng lạc hẳn đi rồi nói. Các vị, địch ở trong tối còn chúng ta ở ngoài sáng. Cứ đứng chết cứng ở đây chịu trận chẳng phải là cách hay. Phải nghĩ ra kế sách gì đó để chủ động bước hắn lòi mặt ra mới được. Nếu không chẳng lẽ từng này người mà phải chịu trận để cho hắn giết từng người một sao? Ngao Trường Thanh giọng lạnh băng băng nói. Thì ngươi cứ nói thử xem, ngươi có kế sách gì có thể bức hắn lòi mặt ra đây? Thôi Công Đức chợt buộc miệng nói. Phóng quả đốt rừng đi. Đưa tay sờ lên thân cây bạch dương ở bên cạnh. Và cây chạm vào tay ướt lạnh. Ngao Trường Thanh lắc đầu nói. Rừng ẩm ướt như vậy, biết bao nhiêu mồi lửa mới làm cho nó cháy nổi. Chỉ sợ rừng đốt chưa cháy nổi, thế trận động loạn đã khiến cho Nhậm kia đã thừa cơ ám kích chúng ta rồi. Công Đức, kế này của ngươi không dùng được đâu. Thôi Công Đức dậm chân thình thịch nói. Vậy phải làm sao đây? Cứ đứng chết dí ở chỗ này thì chờ mãi sau. Tình tiểu tử chết bầm này suốt quỷ nhập thần, rình rình xuất thủ đánh lén, cuối cùng người chịu thiệt vớn là chúng ta đó. Chẳng chờ cho Ngao Trường Thanh kịp đáp, lại một tiếng rú thảm nữa vang lên. Một tên đại hán giơ hai tay về phía trước, gương mặt biến dạng đến chẳng còn ra nhân dạng gì nữa, thân hình sững đứng, rồi bước tới mấy bước ngã úp mặt xuống đất. Giữa lưng của gã chẳng biết lúc nào đã bị đâm một nhát xuyên qua tới ngực. Lãnh diện vô thường Lý Minh Thương nhanh như một tia chớp lướt tới. Khi thân hình còn cách chỗ tên đại hán vừa ngã xuống đến 4-5 thước, trong tay của y đã xuất hiện một đôi sách chùy. Đó là hai chiếc chì sắt hình tam giác được cột bởi một sợi dây kim loại mảnh. Đôi sách chùy này nhanh như chớp quét ra dùng dục, hàng loạt tiếng phập phập vang lên. Cây cỏ cùng với đất đá tung bay mù mịt. Trong nháy mắt, một khoảng rộng chừng một trượng vuông xung quanh đã bị đầu chùy đánh nát bấy. Thôi Công Đức cũng nắm chặt đôi âm dương luân lướt tới. Song ngục của lão láo lia nhìn xung quanh, giọng căng thẳng hỏi. Lý Quỳnh, có đánh trúng hắn không vậy? Có nhìn thấy bộ dạng của tên họ Nhậm ấy không? Lý Minh Thường thu đôi sách chùy về, lắc đầu, giọng âm hàn nói. Thần thủ của thằng cha này khá là nhanh nhẹn, chẳng chạm được vào vạt áo của hắn. Đưa tay lau mồ hôi ướt đẫm trên gương mặt, Thôi Công Đức thần thái bất an nói. Gã họ Nhậm này toàn tính rất là hiểm độc, hắn cứ trốn riết trong bóng tối, cứ lần lượt xuất thủ ám toán từng người một trong chúng ta. Chúng ta gặp một bất lợi là ở ngoài sáng, nhãn lực lại đông nên chẳng thể tập trung vào một chỗ mà bảo vệ lẫn nhau. Còn hắn chỉ một mình một ngựa, hành động linh hoạt, đi lại dễ dàng, tự do tự tại. Mẹ nó, phải làm sao để cho hắn đừng lợi dụng được lợi thế này? Sắc diện của Lý Minh Thương âm trầm như một tử thi, giọng nói cũng âm trầm như từ cõi âm ti vọng về nói. Mọi người chuẩn bị sẵn sàng binh khí, cành lúc hắn hiện thân, giết người, tất cả đồng xuất thủ tấn công. Làm như vậy thì mới có khả năng chặn được hắn, buộc hắn phải ra mặt ứng chiến với chúng ta. Con người thì dù sao vẫn là con người,
không thể hóa thành một làn khói hay một ngọn gió được. Thần pháp có nhìn đến mấy cũng nhất định lưu lại chút dấu vết gì đó để cho chúng ta có thể theo dấu vết được. Thôi Công Đức lúc này vội vàng nói: thì tại hạ đã tập trung tinh thần đề cao cảnh giác từ lâu rồi. Ngao Trường Thanh đứng ở phía bên kia vội cao giọng nói: yêu vị huynh đệ, theo thiện kiến của ta nên tập trung tất cả nhân mã về một chỗ, không nên đứng tản mát như vậy nữa, mà thu gọn lại đi, đừng để cho họ Nhậm có thời cơ để xuất thủ ám toán nữa. Ngay lúc đó thì trên một thân cây bạch dương cao, một bóng xám từ trên cao đâm bổ lao xuống như một lão ưng dồ mồi. Thần pháp nhanh đến đổi thân ảnh vừa thoáng hiện đã lập tức hóa thành bảy nhân ảnh khác nhau, bảy luồng lãnh diện từ bảy hướng khác nhau đồng loạt kích xuống. Đạo quang lạnh toát ẩn tàng một ánh đỏ mờ mờ, đào phòng loàn loáng ngang dọc tung hoành, tiếng lợi khí xé gió dù gì nghe tiếng sáo. Đôi âm dương luân của Thôi Công Đức bỗng dùng lên, vừa chạm vào ánh đao quang đã bị chấn động dạt ra ngoài. Thân hình của y cũng theo đó lăn tròn ở dưới đất, trối chết tháo thần. Thành bạch cố kiếm của Ngao Trường Thanh cũng kịp xuất thủ ba chiêu chính thức, nhưng tất cả đều biến mất trong làn đao quang dày đặc. Mã Lương Quân vừa dùng Nguyệt Nha Sáng lên, đầu Nguyệt Nha Sáng còn chưa kịp áp đến gần thân hình của đối phương thì bản thân lão đã bị đao quang bức đến phải nhảy tuốt ra ngoài vòng chiến. Thân hình đồ sộ của lão vừa nhảy được ra thì đã chạy, trông không khỏi lôi thôi lết thết mà còn rất là quạt kê nữa. Bốn tên đại hán bốn món binh khí đồng loạt dung lên, nhưng bất quá chỉ thi triển được có nửa chừng. Bốn chiếc thủ cấp đã gần như cùng một lúc rời khỏi khổ chủ mà lăn trên mặt đất. Bốn đạo huyết quang bắn giọt lên, tỏa ra thành một làn huyết vụ dày đặc, mùi máu tanh nồng nặc lãng đãng khắp khu rừng. Lão nhân mập quát lên một tiếng lớn, hai tay nắm chặt món binh khí trông giống như là một cây trường mâu, nhưng lại có tên gọi là xuyên tâm bổng. Dần đủ kính lực, nhằm làn thân ảnh đâm mạnh tới một thế. Lý Minh Thương thì chẳng nói chẳng rằng, huy động sách chùy cách không đánh tới, đầu chùy tiến thoái như điện, 18 chùy hợp thành một bức màn bao trùm lấy thân ảnh của đối phương, lực đạo mãnh liệt hiểm ác dị thường. Nhưng thân ảnh từ trên cao đâm bổ xuống ấy thoát một cái thì đã biến mất, xuyên tâm bổng và sách chùy dũng mãnh công sát, chỉ có điều tất cả đều rơi vào khoảng không. Bình khí tùy bén nhọn, thế công tuy mãnh liệt nhưng lại chẳng tìm thấy đối tượng để mà công kích. Đối phương biến đi như thế nào, đi về hướng nào, tất cả những người có mặt chẳng một ai nhìn thấy. Tự như thân ảnh ấy bỗng tan vào trong không gian, hoặc giả có phép độn hình quán thuật gì đó. Đúng là tà mỹ, khinh công của con người làm gì có thể làm được những chuyện thần kỳ đến như vậy. Đó không còn là con người nữa, chỉ có thể là hồn ma bóng quế, chỉ thoáng lên rồi biến mất. Thôi Công Đức thở hào hển, quay đầu tứ phía xong một trận trừng trừng rồi nói: hắn đâu rồi? Tên họ Nhậm chết dẫm ấy đâu rồi? Sắc mặt của Ngao Trường Thanh trắng nhợt, nghiến chặt răng rồi rít lên: người nói năng nhiều lời thừa quá Công Đức à. Nếu có ai biết được hắn đang trốn ở đâu, làm gì mà còn đứng chân ở đây? Tài giờ chiếc Nguyệt Nha Sảnh ở trước thủ thế, Mã Lương Quân giờ mới định thần lại, sắc mặt lúc trắng lúc xanh nói: chỉ mới cách mấy ngày không giáp mà Nhậm Sườn Bạch, công lực của hắn dường như đã thăng tiến lên một cảnh giới mới rồi. Trong thần pháp của hắn hồi giao chiến trên đỉnh Cổ Thạch Cương, làm gì mà đạt đến trình độ như vậy? Thần pháp này cơ hồ đã đạt đến cảnh giới suốt thần nhập quá rồi còn gì. Lý Minh Thương hừ lạnh một tiếng, liếc xéo Mã Lương Quân một cách rồi lạnh lùng nói: Mã lão, gã họ Nhậm kia chẳng qua là thần pháp lành lẹ, chân dài chạy giỏi hơn thiên hạ một chút thôi. Công phu đó chẳng qua chỉ hữu dụng mỗi khi trốn chạy mà thôi. Thứ công phu đó chẳng có gì đáng kể. Nếu hắn mà có gan thì đừng có trốn chui trốn nhủi ở bên trong bóng tối như vậy. Cứ đường đường chính chính ra mặt cùng bọn ta giao đấu một cách quang minh chính đại
Như vậy mới gọi là nam tử hán đại trượng phu. Mã Lương Quân cố nhếch môi cười, nhưng nụ cười của lão trong méo sạch, rồi nói: Lý Quỳnh nghề nghiệp cao siêu, tu vi thâm hậu, lão phu bất tài vô dụng, đương nhiên chẳng thể bì được với Lý Quỳnh. Mong rằng Lý Quỳnh sẽ dốc sức mà kháng được. Lý Minh Thường chỉ cười lạnh một tiếng, chẳng thèm lên tiếng đáp lời của Mã Lương Quân. Ngao Trường Thanh thấy bầu không khí có vẻ hơi căng thẳng, vội lên tiếng nói: Các vị đều là bằng hữu đến giúp sức cho tại hạ và công đức, lòng nghĩa hiệp của các vị tại hạ cảm kích vô ngần. Hiện thời đại địch còn đang ở trước mặt, mong các vị đồng tâm hiệp lực đoàn kết lại với nhau để chúng ta cùng kháng địch. Nếu chúng ta may mắn thành công, công đức vô lượng của các vị, Ngao Trường Thanh này suốt đời không dám quên. Thôi Công Đức cũng vội vàng bước lên một bước rồi nói: Ngao đại ca nói chí phải, chờ lát nữa tiêu trừ được mối họa này, bọn tại hạ sẽ đáp đền xứng đáng, để gọi là thể hiện chút lòng thành của huynh đệ tại hạ, cũng để cho các vị không phải chịu cực khổ một cách vô lý. Ngao Trường Thanh lại lên tiếng tiếp lời: Theo cách thức hành động của Nhậm Sương Bạch mà luận, hắn vừa xuất thủ đã lập tức dùng đến đào pháp kiếp hình tứ thuật, chứng tỏ hắn đã quyết tâm báo thù, quyết ý đuổi tận giết tuyệt. Tại hạ cùng với Công Đức và Mã Lão đã được nếm qua sự lợi hại trong đào pháp của hắn rồi. Có thể nói chiêu đào, chiêu nào chiêu nấy vô cùng ác độc và quay mảnh tuyệt lưng. Xin mọi người hãy cẩn trọng đề phòng, đừng quá xem nhẹ bản lãnh của người này. Khi cần thiết phải xuất thủ chi viện với nhau. Mọi người không chỉ bảo vệ mình mà còn phải trông chừng bảo vệ cho người bên cạnh. Có như vậy mới tập trung hết được sức lực, ngõ hầu trừ được kẻ địch chung. Lão nhân mập nãy giờ không tham gia tranh luận, bỗng cất tiếng nói: Ta có một đề nghị Trường Thanh. Ngao Trường Thanh vội quay nhìn lão nhân mập rồi nói: Có ý kiến gì, xin Quỳnh Công cứ nói. Lão nhân mập hạ giọng thật thấp rồi nói: Toàn thể những người có mặt tại đây bất quá chỉ có 5 người chúng ta là đủ sức tranh phong với Nhậm Sương Bạch. Số còn lại chỉ là bọn lâu la vô dụng, chỉ được nước hô hào cho có tụ mà thôi, chứ chẳng được tích sự gì. Bảo bọn chúng giao đấu cùng Nhậm Sương Bạch cũng giống như là đưa cừu non vào miệng cọp, thương vong vô ích. Để giảm bớt sự hy sinh vô ích, cũng để giảm bớt một phần trách nhiệm, theo chúng ta nên điều bọn chúng ra khỏi khu rừng này. Làm như vậy chúng ta càng được rảnh tài đối phó với địch. Ngao Trường Thanh gật đầu nói: Ý kiến của Quỳnh Công rất đáng lẽ. Công Đức, ngươi bảo bọn chúng rút lui ở bên ngoài rừng, dặn chúng tùy cơ ứng biến, chờ cho chúng ta giải quyết xong việc ở đây rồi hãy trở vào thu dọn. Thôi Công Đức chẳng có ý kiến gì khác, liền phát hiệu lệnh cho bọn thủ hạ lập tức lui ra. Bọn thủ hạ được lệnh chẳng khác nào được đại xá, mạnh ai nấy xách binh khí, không hàng không ngủ, chạy tháo thân ra khỏi bìa rừng. Gương mặt ai nấy đều hớn hở, tưởng chừng như vừa được thoát khỏi quỷ môn quan vậy. Giờ thì trong rừng chỉ còn lại có 5 người: Ngao Trường Thanh, Thôi Công Đức, Mã Lương Quân, Lý Minh Thương và lão nhân mập họ Quỳnh. Nói một cách chính xác là 6 người, còn một người nữa là Nhậm Sương Bạch không biết đang ẩn thân ở đâu đó trong rừng nữa. Lúc này Nhậm Sương Bạch đang dán người gần chỗ chảng ba trên một thân cây bạch dương cao lớn. Cũng bởi thân hình chàng gầy gò, lại thêm bộ y phục màu xám tiệp màu với vỏ cây bạch dương, nên đứng từ ở phía dưới đất nhìn lên, chỉ cần hơi khuất một chút là không thể gì có thể phát hiện ra chỗ ẩn thân của chàng. Ngược lại bằng vào thứ linh giác, thứ bản lãnh sở trường của người mù, bằng vào tính giác tinh nhạy, khứu giác tinh tường, để nghe, để ngửi, cuối cùng dùng trí tuệ siêu quần của mình để phân tích nhận định tình hình xung quanh. Địch nhân đều khiến cho bọn lâu la ra khỏi rừng. Hành động này đương nhiên chẳng thể lọt qua được đôi tai của chàng. Không chỉ vậy, ngay cả vị trí của từng người trong số 5 người còn lại, chàng cũng nhận biết một cách rõ ràng, không thua bất kỳ người sáng mắt nào. Thành miếng đào uốn cong nằm cuộn tròn trên cánh tay của chàng, như một con ngân xà đang cuộn mình nằm nghỉ ngơi rình mồi. Thỉnh thoảng con ngân xà này lại lè chiếc lưỡi bằng ngân quang lạnh lẽo, chực chờ phóng tới đớp mồi.
có một tiếng động cực kỳ nhẹ nhàng vang lên. Nhậm Sương Bạch nghiêng đầu lắng nghe, chàng đã nhận ra đối phương là ai, đang di chuyển về hướng nào. Mùi toát ra từ người của Ngao Trường Thanh, Thôi Công Đức và Mã Lương Quân thì chàng đã quen thuộc. Mấy lần trước đối phương tiến vào rừng, chàng cũng đã ẩn nhẫn ngay bên cạnh để nghe ngóng. Chẳng qua là vì thời cơ chưa đến nên chàng chưa ra tay hành động đó thôi. Nhờ hai lần ở gần sát địch nhân để nhận định, chàng biết được đối phương đã mời được thêm hai trợ thủ nữa. Đồng thời đặc điểm nhận dạng của hai người mới này, chàng cũng đã nằm lòng. Từ mấy hôm trước, bất kỳ ai trong năm đối thủ trước mặt của Nhậm Sương Bạch đều đã quen hơi bén tiếng từ lâu, như những bằng hữu lâu năm vậy. Nhậm Sương Bạch không có bất kỳ phản ứng nào, chỉ ngồi bất động lắng tai nghe ngóng. Bất kỳ một thay đổi nào dù nhỏ đến đâu cũng đều được thu nhận hết vào trong cảm quan của chàng, tự trung vào lòng và được phân tích một cách nhanh chóng. Chàng đang chờ đợi thời cơ tốt để mà hạ thủ. Một khi chàng xuất thủ phải là một chiêu kinh thiên phá thạch, đẩy địch nhân vào chỗ chết. Năm người đứng ở dưới đất chuyển động càng nhanh. Có một số âm thanh chừng như được cố ý phát ra để Nhậm Sương Bạch nghe thấy. Từ khi bọn thủ hạ của Thôi Công Đức rút khỏi cánh rừng, không nghe bọn chúng lên tiếng trao đổi với nhau gì nữa. Hai khóe mép của Nhậm Sương Bạch giật giật liên hồi, cả mí mắt cũng không ngừng chớp động. Thế là bàn tay bám chặt vào nhánh cây bạch dương cũng từ từ buông lỏng ra. Lần này Nhậm Sương Bạch không chờ đến khi phi thân xuống thì mới thi triển tuyệt chiêu Thất Ma Tác Võng. Thân hình chàng vừa rời khỏi thân cây đã lập tức hóa thành bảy thân ảnh khác nhau. Bảy thân ảnh đồng loạt đâm bổ xuống, đao quang tung hoành hư ảo. Đích mà mỗi đạo đao quang nhắm tới đích xác đến không thể chính xác hơn được nữa. Bọn Ngao Trường Thanh, Thôi Công Đức luôn ở trong tư thế chuẩn bị sẵn sàng ứng chiến. Tùy cả bọn lúc nào cũng ở trong trạng thái chờ đón đối phương xuất đầu lộ diện. Nhưng khi bảy thân ảnh quyền hư xuất hiện, bảy đạo quang tuyến đã hóa thành một màn lưới dày phủ đạt xuống. Tất cả đều không khỏi giật thót người, ai nấy đều cảm thấy một áp lực khủng khiếp đè nặng lên tâm khảm. Cả năm người đồng xuất thủ ứng chiến, phản ứng không thể nói là không nhanh nhẹn, nhưng không một ai có cơ hội phản kích đối phương. Đào quang đang tung hoành bỗng đột ngột biến đổi, bảy thân hình thoát cái thì đã nhập lại một. Màn đao quang miên man bỗng ngưng tụ lại hóa thành hai đạo ánh sáng, một trắng như tinh thủy, một đỏ rực như màu máu. Hai đạo đao quang vừa tách ra bắn sẹt đi. Đôi sách chì trong tay của Lý Minh Thương không kịp biến chiều đón đỡ, chỉ nghe soạt một tiếng khe khẽ vang lên. Gương mặt vốn chằng chịt vết sẹo ngang dọc của y đã xuất hiện thêm một đường máu đỏ rực. Lão nhân mập mạp quy động xuyên tâm bổng như gió cuốn mây trôi, như một ngọn ngón tay giữa đã bị đao phong liếm ngang, rời khỏi bàn tay văng ra ngoài. Nhậm Sương Bạch chẳng chút chần chờ lại một chiêu Phân Hồn Liệt Phách lần thứ hai khai triển. Đối tượng lần này là Ngao Trường Thanh và Thôi Công Đức đang cố sức di chuyển thân hình tránh né. Hai luồng quang sắc đỏ sắc trắng bùng lên, tựa hồ như là hai đạo ma chú cũng theo đó mà phát huy diệu dụng. Quý thính giả thân mến, Ma Đao Quỷ Ảnh phần thứ 20, tác giả Liễu Tàng Dương đến đây tạm dừng. Mong quý vị bấm vào nút đăng ký, subscribe để nghe tiếp phần thứ 21 trong chương trình kế tiếp. Chương Vũ xin tạm biệt.